Chào mọi người, hôm nay Hà sẽ giới thiệu với mọi người hai bộ tiếng mình edit trực tiếp từ đàn ha. Đó là bộ nhạc pop và bộ nhạc dân ca. Với bộ nhạc pop thì chúng ta sẽ có những tiếng căn bản giống như là piano, piano điện, guitar, tiếng kèn, saxo hay là những bộ dây. Với bộ dân ca chúng ta có các tiếng tranh sáo bầu, viết trữ tình và guitar cổ. Tất cả các tiếng này Hà được edit trực tiếp từ tiếng gốc của cây đàn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thử nghiệm nó ha.